Đồng Nai kiến nghị chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch trung đô thị mới Nhân Trạch. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh, Đồng Nai đang kiến nghị Bộ xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch trung đô thị mới Nhân Trạch đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch trung đô thị mới Nhân Trạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 1996. Theo đó, đô thị mới Nhân Trạch gồm 8 quy hoạch phân khu chức năng trong đó có bốn khu vực phát triển đô thị ba khu vực phát triển công nghiệp cảng dịch vụ hậu cần và một khu vực bảo tồn sinh thái rừng ngập mặn để thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới nhân trạch ủy ban nhân dân tỉnh đã giao sở xây dựng hướng dẫn huyện nhân trạch điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo phù hợp với phát triển kinh tế xã hội của huyện nghiên cứu ý tưởng phát triển đô thị hiện đại theo đề xuất của huyện ra soát các quy hoạch đảm bảo tính thống nhất khẩn trương lập chương trình phát triển đô thị mới nhân trạch trình cơ quan chức năng phê duyệt. Đồng thời, giao sở giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn chỉnh thủ tục đầu tư đường 25B, 25C, Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch nghiên cứu bổ sung các nút giao thông vào hồ sơ quy hoạch các phân khu, nghiên cứu thực hiện quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1 phần 5.000 khu trung tâm hành chính TT Hiệp Phước và khai thác quỹ đất từ dự án này để đầu tư xây dựng các công trình. Đề xuất đầu tư các tuyến đường song song và vuông góc để giảm áp lực cho đường tỉnh 769 và hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối trong và ngoại huyện. Cảm ơn quý vị đã xem clip của chúng tôi, quý vị hãy nhấn nút đăng ký và nút chuông để nhận những thông tin mới được chúng tôi cập nhật lên hàng ngày. Xin cảm ơn.